Hello, chào mừng đã đến với kênh của chị Sally và mình là Quỳnh Chi đây. Ngày hôm nay mình đã có mặt tại một sự kiện cực kỳ đông ở Sài Gòn. Một sự kiện mà rất được quan tâm, đó chính là Uniqlo lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử khám phá xem là Uniqlo lần đầu tiên ở Việt Nam sẽ có gì hot. Ở đây thì mình thấy nó có khá là nhiều gian hàng và không gian rất là rộng, nhưng mà rất là đông người. Không biết là những ngày sau thì nó có đông như thế này không. Ở đây là có áo thun này, đặc trưng của Uniqlo, rất nhiều áo thun trơn và nhìn khá là đơn giản. Uniqlo là một hãng quần áo khá là nổi tiếng của Nhật và đã từng xuất hiện ở rất nhiều quốc gia rồi, và bây giờ là đặt chân đến Việt Nam nên là hôm nay đang rất hot. Một chiếc áo thun này đơn giản thôi, không có gì cả, và có ký hiệu của Uniqlo nè, hình vuông và có chữ Uniqlo. Có mức giá là 249.000 cho một cái áo thun rất là bình thường, nhưng mà vải rất dày. 250.000 cho một chiếc áo thun nhìn khá là cơ bản. Một chiếc áo này thì rẻ hơn một tí bởi vì vải nó mỏng hơn. Và cái này cũng 250.000 luôn, không rẻ hơn. Mình sẽ lấy những cái màu nó nổi một tí. Có cả quần jean nữa này. Quần jean Uniqlo thì thường là nó sẽ là cái quần jean mà kiểu dạng thun ấy, và nó sẽ co giãn. Cái này giống dạng kiểu như Burberry nhưng mà nó không có một cái cổ cách điệu mà nhìn nó khá là đơn giản. Một chiếc váy kiểu dạng dài và cột nơ ở giữa. Kiểu này thì các bạn mặc sẽ cao người ấy, dài người. Và cái màu nó cũng khá là dễ mặc. Đây là size S. Mình mặc size gì nhỉ? Thôi chắc là mình mặc size S thôi. Mình cũng mỏng mà, mình có mập lắm đâu. Ở đây người ta chia theo hai khu. Khu bên trái là khu dành cho nữ và bên phải là khu dành cho nam. Chia làm hai khu rõ rệt luôn. Ui, xinh quá, xinh quá. Kiểu này xinh quá này. Mỗi áo này ở đâu ấy nhở? Dễ thương quá. Mình nghĩ là nó ở đây à? Trong đây à? Không, đây là áo lạnh mà. Đây là áo lạnh mọi người ạ. Thế thì chị mannequin này chị... Ui, cái túi này cũng xinh quá này. Trời má, chị ở đâu vậy? Chị lấy ở đâu vậy? Chị cầm lại đi chị. Em xin lỗi chị. Thôi chị cầm rồi. Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Màu này làm cho mình liên tưởng tới một người ở team mình cũng hay mặc màu này. Đó chính là anh Tân Một Cu. Anh Tân Một Cu có rất nhiều những màu nâu như thế này. Hay là hôm nay anh mặc theo kiểu anh Tân vậy? Bởi vì trong đây cũng có nhiều đồ khá là giống với phong cách của anh Tân ấy. Size S, size L, chắc là mình sẽ lấy size L. Bởi vì những kiểu này mà đóng thùng ấy, hoặc là để rộng ấy thì nó sẽ xinh hơn. Nói chung là đồ Uniqlo thì mình thấy không rẻ nhưng mà mặc rất bền. Và nó đa dạng ấy, dành cho những người mà thích mặc căn bản, đơn giản. Thì đây sẽ là một kiểu mà các bạn có thể dễ dàng lựa và có thể dễ dàng mặc. Bởi vì nó không quá nhiều kiểu và nó khá là basic ấy. Mình đã tìm thấy cái áo của chị mannequin mặc lúc nãy, nhưng mà nó khá là cao, không biết là làm nào để lấy. Một cái áo nó dày hơn và nó kiểu cách điệu sọc sọc như này sẽ có giá cao hơn một tí xíu, là 400.000, 400 thiếu 1.000, 399.000 cho một chiếc này. Và đây là size L. Nhìn khá là xinh ấy, nhìn chị kia, chị phối khá là xinh. À, xinh không? Hậu ông ta. Ô, nhìn khá là xinh ấy, màu này tôn da lắm này. Đây là size gì nhỉ? Một cái này là 800. Cho một cái váy dài và chất vải bông như này. Dày lắm, mọi người thấy không? Người ta may cũng phải hai lớp và một lớp ngoài rất dày. Nhưng mà cái này thì nó sẽ dễ bị bắn mẩn. Mình sẽ mặc thử để Tết này ra Bắc. Bởi vì nó khá là ấm. Rất nhiều kiểu áo sơ mi ở đây. Ui, thiên đường áo sơ mi nè. Đúng rồi, Uniqlo còn hay có cái kiểu mà áo sơ mi kiểu đây nè. Thì mọi người có thể kết hợp với lại áo ở bên trong. Và mình có thể đóng thùng giống như hôm bữa mình mặc ấy. Ê, cái kiểu nó xinh quá. Màu này cũng có vẻ tôn da này, bởi vì nó là cái màu tối tối ấy. Màu này nhìn rất lạ nè. Và mình có vẻ thích cái kiểu sọc to này. Nhìn nó đơn giản ấy. Người ta đóng ghim rất là cẩn thận. Chút hai bên này.
Đây. Đây là size M và mình thấy có vẻ khá là vừa bởi vì mình con gái ấy, mà cái kiểu form này nó không chít eo nên là nó khá là to. Mình nghĩ là cái này sẽ hợp. Ok. Mình thấy có một cái túi rất là xinh nè. Cái túi này như mình đọc lúc nãy ở bên ngoài ấy, mọi người có ghi là ngày đầu khuyến mãi, cho nên là cái túi này nếu như các bạn mua một cái hóa đơn mà khoảng tầm 999.000 trở lên thì chúng ta sẽ được tặng cái túi này. Túi đeo này nhìn rất là rộng. Trên 1.999.000 thì sẽ được tặng một cái bình giữ nhiệt trong những ngày đầu tiên khai trương. Chúng ta nhìn thấy một cái nhân vật rất quen ở kia đang cười tê tét kìa. Ai vậy? Máy bay nè, em mua được gì rồi? Đây. Không thua kém, cái gì đấy, không thua kém, một cái váy áo sơ mi. Anh chưa mua được cho anh cái gì đâu á, đây là anh toàn mua hộ này, cho anh Thắng này, cho Phương Anh các thứ. Đứng bao nhiêu lâu xếp hàng ở trong đây, xong cuối cùng lại đi mua hộ. Đi mua hộ mà, chưa chọn Hi, được cái gì cả. Hello, bye bye vlog. Hai anh em hai cái túi sách như thế này. Mà kiểu đông quá nên là vào nhiều đồ quá, không biết chọn cái gì luôn á, đi nãy giờ. Em nhìn cái gì em cũng thích, như kiểu lần đầu tiên vào Uniqlo ấy. Nên là chắc là mình sẽ lên tầng 3. Còn nếu mà các bạn muốn xem thêm đồ nữ thì hãy follow theo kênh của Chisali để xem đồ nữ rõ hơn nhá. Mình chỉ quay xung quanh thôi, mình không biết nhiều về đồ nữ. Còn nếu như mà muốn xem kênh của máy bay thì hãy xem đồ nam ở trên tầng 3. Được, chúng mình lên tầng 3 nhá. Ừ. Bye bye em. Bye bye anh. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Mình đang đi lên tầng 2 của Uniqlo. Ở đây có 3 tầng tất cả, rất là to. Và nghe nói tầng 2 cũng chia ra làm hai khu luôn, một khu nam, một khu nữ. Từ những cái nhìn đầu tiên thì mình thấy đây không phải là một gian áo kiểu, mà đây là một gian áo nó khá là bèo nhún bánh bèo. Nó không phải là kiểu basic như là bên dưới nữa, mà nhìn nó đã bắt đầu có bèo rồi. Hình như là càng lên trên thì càng bèo rồi mày. Này, người ta có size ở đây này. Size ở đâu ấy, người ta sẽ nhìn ở trên cái mức áo này. Ở đây là size L này. Các bạn thấy không? Ôi, có màu đỏ nữa này. Màu đỏ này nhìn lạ hơn này. Màu đỏ nhìn xinh này. Có vẻ không hợp mạng mình lắm, mình là mạng thủy nhưng tôi kệ. Mình có nên mua một cái áo này không để mặc ở bên trong, bên ngoài là áo vest. Nó rất là mỏng, 150 một cái. 150 một cái, có cổ tròn và cổ tim, rất là nhiều màu. Có cả màu tím, màu ôi, màu như iPhone 11 luôn. Tím khoai môn này, xanh bóng đêm này. Trời ơi. Này sẽ là một cái để mặc ở bên trong. Bên ngoài là mặc áo sơ mi. Ui, ghi chú rất rõ ràng. Chiếc quần thoải mái và ôm nhẹ phần ống chân nên rất gọn gàng. Bởi vì nó quá nhiều kiểu nên là người ta phải chú thích. Tại kiểu như là không cần phải đi thử ấy. Bởi vì hôm nay cũng khá là đông, rất là chu đáo. Có một cái mẹo để cho các bạn thử quần, là các bạn sẽ mở nó ra như thế này, đóng cúc sẵn. Và mình sẽ quần nó qua cổ. Nếu như mà nó vừa thì tức là nó sẽ vừa với vòng eo của mình. Đây là một cái mẹo thử quần, không cần phải thử. Còn nếu như các bạn mà muốn chắc chắn ấy, thì nó sẽ phải to hơn một tí xíu so với cổ. Vòng cổ của mình sẽ phản ánh cái vòng eo ấy. Nhưng mà đừng ăn quá nhiều. Một cái quần này khá là rẻ so với một cái quần jean bình thường. Quần này chỉ có 600 ngàn thôi. 599 ngàn, 600 ngàn. Mình không biết là sau này nó có giá có thay đổi không, nhưng mà hiện tại thì mình thấy giá khá là ổn, rất là ok cho một cái quần mặc rất mát. Mình sẽ lấy cái này. Đây là một quầy trong Uniqlo mà người ta có nhận in ấn, in những cái hình gì mà mình yêu cầu của mình ở trên cái áo. Thì đây, ở đây có 3 bước mà các bạn có thể làm theo, là gửi những cái hình đấy trên một cái trang web. Và đây là quầy in thì các bạn sẽ nhận để in ra những cái hình đấy cho mình. Thì mình đã quyết định là in một cái logo kênh của mình trên một chiếc áo. Và một chiếc áo ở đây thì giá bao nhiêu một cái hả anh? Một chiếc áo mà mình lên tính luôn hình là 399 ngàn. 399 ngàn. Là một cái áo phông trắng bình thường. Dạ đúng rồi. Tức là mình sẽ có những hình để mình tự chọn. Dạ đúng rồi. Rồi, còn nếu không thì các bạn có thể tự lựa chọn hình riêng của mình, nhưng mà không được có những cái vấn đề quá nhạy cảm, ví dụ như là cờ nước hay là những cái hình của những cái người khác, ca sĩ nổi tiếng các thứ. Thì đấy là cái quyền xâm phạm quyền riêng tư ấy, thì mọi người sẽ không nhận in. Còn những cái hình nào mà liên quan đến mình hoặc là những cái vấn đề chữ chiếc như thế này thôi thì mọi người sẽ in rất là thoải mái. Và đây sẽ là một cái hàng trải nghiệm khá là đáng để trải nghiệm cho mọi người đấy. Và với cái mức giá 399 ngàn thì mình nghĩ là mình sẽ thử in. Và thời gian chờ cũng khá là lâu nên là mọi người có thể đi đến đây để đăng ký in trước. Và sau đó thì mình sẽ đi thử đồ sau các thứ ấy, tranh thủ thời gian. Đây là chiếc áo của các bạn nè. Người ta sẽ để trên mô hình của một cái iPad. Và đây là logo mà mình muốn in. Các bạn có thể căn chỉnh nó. Đây là góc phải của chiếc áo nè. Đây là góc ngực trái. Và nếu muốn thì các bạn có thể cho nó to ra ở giữa áo như thế này. Và có thể xoay. Đây trong cái khung này, các bạn chỉ được chọn trong khung này thôi. Mình nghĩ là mình sẽ để ở bên này. Ủa, hay là để giữa ta, để giữa thì hợp không ta? Để giữa thì nó sẽ như thế này, các bạn thấy cái áo màu trắng này không? Nó hơi khó nhìn một tí.
hay là để ngang. Để ngang ngực thì nó sẽ như thế này. Có một cái điều khá là may là bởi vì các chị ở đây biết mình, nên là các chị đã hỗ trợ cho mình một cái phòng nó rộng rãi hơn so với những cái phòng bình thường một tí xíu. Và mỗi người chỉ được thử 4 bộ thôi, bởi vì phòng chứa đồ có giới hạn ấy, nên là phòng cũng khá là nhỏ thôi, không thể để vừa đồ được. Nên là mình sẽ thử set đầu tiên là set chú ông vàng này. Hy vọng là nó sẽ đẹp. Wow, đây là set đầu tiên. Đây là một chiếc váy nên như kiểu bút chì và một chiếc áo. Nhìn nó khá là đơn giản thôi, nhưng mà nó có vẻ hợp màu. Và mình mặc lên thì nó thật sao nhỉ? Nó cũng khá là dễ mặc, nhưng mà có vẻ như là cái áo này nó sẽ hợp với lại phối một cái quần hơn. Và set thứ hai sẽ là một chiếc áo màu đỏ và một chiếc quần của Uniqlo. Set thứ hai này rất xinh, thật sự rất là xinh ấy. Quần mặc rất thoải mái và có vẻ nó hơi rộng hơn so với vòng bụng của mình một tí. Mình lấy size hơi to, nhưng mà nói chung là cái áo này rất xinh và nổi. Mình nghĩ là mình sẽ lấy bộ này. Xinh quá. Và nếu như bạn nào mà thích ý, thì có thể đóng thùng. Đóng thùng như này nè, nó sẽ gọn hơn một chút và nhìn rất là chất chơi, thoải mái lắm. Bộ thứ ba này, bộ thứ ba này nhìn rất giống Sherlock Holmes. Nhìn nó giống như là một cái áo khoác nổi tiếng của Burberry, nhưng mà cái cổ này nó không giống như thế. Cổ này nó là cái cổ căn bản và cái kiểu như thế này này, nó nhẹ đít mà cho mình thêm một cái gạt tàn, một cái điếu với lại một cái nón nữa là nhìn y chang Sherlock Holmes phiên bản nữ luôn á. Đây là bộ thứ mấy rồi nhỉ? Chả nhớ bộ thứ mấy luôn. Nhưng mà nói chung là bộ rất là nhiều rồi. Kiểu này thì có vẻ như là áo này mình lấy hơi chật. Các bạn có thể lấy cáo rộng hơn nếu như muốn phối ở bên ngoài. Và một set rất năng động khác. Mặc cái này thì nó khá là thoải mái bởi vì tất cả bộ này đều chun ý. Và cái màu cũng rất là dễ mặc, rất thoải mái. Đây là chiếc áo mà phong cách của anh Tân một cú. Mình nhớ là anh cũng phải có vài ngàn chiếc áo màu nâu như thế này. Đúng anh Tân không? Trời ơi, một bộ rất sporty. Quần ngắn khá là xinh, cột một cái nơ ở đây. Và áo sơ mi trơn màu nâu. Cuối cùng trong tất cả những cái bộ mà mình thử ngày hôm nay, đây là bộ cuối cùng này. Rất là chinh cò, nhưng mà cũng rất là mát, thoải mái lắm. Mình sẽ lấy cái áo này luôn. Ngày hôm nay thật sự là hôm nay mình đã phải dành rất nhiều thời gian ở đây để đứng xếp hàng trong tất cả các công đoạn ở trong Uniqlo ấy. Và sự hôm nay là một cái ngày mà khai trương của Uniqlo rất đông. Và mình hy vọng là các bạn có thể vượt qua dòng người rất đông để mua được rất nhiều đồ của Uniqlo ở đây như mình. Và hy vọng là các bạn thích video này nữa ha. Đừng quên like, share và subscribe kênh Chính Sally và Bé Bay Vlog và tất cả những kênh mà hôm nay đến quay ở Uniqlo.